Clip này em đo kích thước trước cho các bác xem cái cục súp này nhá, xong clip sau em sẽ test nhạc. Con này nó hơi bị đặc biệt cho nên phải làm hai clip riêng. Nó là dòng rất là gấu của DBX. Đây này. Đâu đây. DBX. Thương hiệu này rất là ít sản xuất loa, nhưng mà đã sản xuất loa thì toàn những con khủng thôi. Và cục súp này nó là dạng như thế. Con súp này nó sở hữu bát 40. Bây giờ anh em nhìn kích thước nhá. Cái kích thước này là liên quan đến trụ kê cày cho các bác. Bề ngang của con này nó rơi vào 45cm này. Chiều này của nó cũng 45, nó hình vuông. Còn chiều cao thì em nghĩ là nó cao hơn. Chiều cao nó rơi vào khoảng để em đo này, chính xác cho các bác nhé. 60, 61. Đấy. Tức là kích thước rất là gấu nhá các bác nhé. Con này nó sở hữu bát có đường kính 40 và nó là cục súp hơi. Đấy, các bác nhìn hai cầu chì này. Con này nó là súp hơi và nó đầu lối rất là đơn giản thôi. Các bác nhìn in này. Đây ao này. Thì ví dụ bây giờ các bác một bộ dàn của các bác nhá, nó đang thiếu tiếng trầm đúng không? Thiếu tiếng trầm thì các bác sẽ phải bổ sung thêm trầm. Đấy, bổ sung thêm trầm thì bây giờ một bộ các bác đang ghép sẵn rồi, tức là âm ly các bác đầu ra loa rồi. Bây giờ các bác mua cục này, bác chỉ cần rút hai cái dây ở cái loa nghe nhạc của các bác ấy. Mỗi chiếc là có hai dây đúng không? Rút cái dây mà đang cắm từ loa, cắm vào con này, cắm vào đường in của cái này. Đây là một chiếc, đây là một chiếc nữa đây. Xong nhá. Đấy, âm ly sẽ cắm vào thằng này, in của thằng này. Tức là có 4 dây này. Đấy, xong các bác bố trí thêm hai cái dây nữa, hai cái dây đôi nữa thì lại hai này, ao này, trả lại cái loa nghe nhạc của các bác. Thì tức là khi này âm ly nó sẽ qua cục này, tức là nó đánh công suất, nó đánh cho cục này, cho nó dòng bát này nó đánh này. Xong nó lại trả lại cái âm sắc với cả cái tín hiệu, trả lại cái loa quá, thế nó kết hợp vào. Đấy. Cục súp này nó là sở hữu bát 40 và nó đánh úp gầm luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy. Và trên này nó có một khe thoáng này để nó đánh úp trực diện xuống đất. Cái này nó khoảng chiều này nó khoảng 3-4 phân để nó tạo cái khoảng cách nhỏ rành hơn. DBX dòng này nó là thương hiệu của Mỹ, và em nhớ không nhầm thì ngày xưa em có bán cục rồi, dòng này nó sản xuất tại Mexico. Dòng này nó là dòng 4 râu, nó rất là khỏe. Lý do nó chạy các bác nhìn, nó đánh hai cầu chì này. Đấy, dòng này là, nó là dòng cổ và vân gỗ. Vân gỗ nó rất là đẹp, vân gỗ màu nâu. Các bác nhìn nó khá là giống với những cái dòng của AT15. Đấy. AT15 là các bác nhìn nó vân gỗ nó sẽ rất là giống cái này. Đấy, vân gỗ rất là đẹp. Rồi, tí nữa em sẽ test nhạc riêng cho cái cục súp này nhá. Riêng cái con gấu này em sẽ test cho các bác. Đấy, trường hợp mà nếu mà các bác mà nhà nhỏ không vừa được cục bát 40 này. À mà bật mí cho các bác nhé. Cục này giá hợp lý đấy. Các bác nào mở cục này alo nhé. Alo cuộc điện thoại 1-2 nghìn cuộc điện thoại thôi, nhưng mà cục này giá giật mình luôn. Cái này em không báo chi tiết cho các bác được, bởi vì cái này có liên quan đến mối bán buôn của em. Đấy, em giao cái này một số cục. Đấy, giá nó để anh em dễ làm. Đấy, nói cục nhỏ hơn thì các bác chơi cục này nhé. Cục này là cục Pop Audio. Cục này là cục súp hơi này. Súp hơi là không có cắm điện. Còn cục này là cục súp điện. Súp điện là phải cắm điện. Đấy, cục này bát 20 thôi. Pop Audio. Con này tiếng cũng rất hay này. Chất lời luôn. Đấy, các bác nhìn súp điện nó có cái chỗ cắm điện này. Đấy, volume này. Đấy, Pop Audio nhá. Mỹ. Tiếng cực kỳ hay này. Hoặc là sạc pin Vega nữa này. Con này cũng là súp hơi luôn này. Đấy, sạc pin Vega. Con này bát 25. Đấy, anh em nào mà chơi thì alo sớm cho em nhé. Mấy cục súp rất là hay. Trong lô của Sherwin VR. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.